Nga thay tướng chỉ huy hậu cần. Bộ Quốc phòng Nga thông báo thay chỉ huy hậu cần Mikhail Mizinstev sau 7 tháng bổ nhiệm, giao trọng trách cho tướng Alexei Kumenskov. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 4 thông báo tướng chỉ huy hậu cần Mikhail Mizinstev, cựu chỉ huy chiến dịch Mariupol, sẽ được thay thế bởi cựu phó tư lệnh Vệ binh quốc gia Alexei Kumenskov. Ông Kumenskov được bổ nhiệm vị trí Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, chịu trách nhiệm hỗ trợ hậu cần cho lực lượng vũ trang, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Bộ Quốc phòng Nga không nêu lý do ông Mizinsev bị thay thế. Ông Mizinsev được bổ nhiệm vị trí chỉ huy hậu cần tháng 9 năm 2022, vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát lệnh động viên một phần triệu tập lực lượng dự bị cho chiến dịch tại Ukraine. Ông Kumenskov sinh năm 1971, tốt nghiệp trường hậu cần quân sự cấp cao, Vols năm 1992, từ đó đến năm 2019, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong các tổ chức hỗ trợ hậu cần cho lực lượng vũ trang Nga, từ năm 2019, ông giữ chức phó tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn về việc sa thải tướng Mizinsev. Ông Mizinsev từng bị chính phủ Anh áp lệnh trừng phạt vì liên quan đến đợt bao vây thành phố cảng Mariupol hồi tháng 3 năm 2022. Biểu hiện lo lắng của ông chủ tập đoàn Wagner trước các cuộc phản công của Ukraine ở Bakhmut. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh chỉ ra rằng lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Jevgeny Prigozhin lo ngại các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt là ở Bakhmut và đang kêu gọi Điện Kremlin tăng cường phòng thủ ở miền đông Ukraine. Các nhà phân tích lưu ý rằng ông Prigozhin tiếp tục nỗ lực thuyết phục Điện Kremlin chuyển sang phòng thủ ở miền đông Ukraine ông đã nói rằng một cuộc phản công của Ukraine có thể bắt đầu trước ngày 15 tháng 5, nhưng quân đội Nga không vội chuẩn bị để đẩy lùi các cuộc tấn công. Ngoài ra, ông Prigozhin còn đe dọa sẽ rút lực lượng Wagner khỏi chiến trường Bakhmut nếu Bộ chỉ huy quân sự Nga không cung cấp thêm đạn dược cho lính đánh thuê Wagner. Báo cáo viết, việc Prigozhin đe dọa khỏi Bakhmut cũng có thể thấy rằng Prigozhin lo sợ rằng các vị trí của quân nga ở hậu phương Bakhmut rất dễ bị phản công. Trong một cuộc phỏng vấn với một blogger quân sự, được gọi là có liên hệ với Điện Kremlin, ông Grigelzin nói rằng lính đánh thuê Wagner sẽ tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut nhưng sẽ buộc phải rút lui có tổ chức hoặc ở lại và chết nếu tình hình không được cải thiện ngay lập tức. Ông Grigelzin cũng đề cập đến phó tư lệnh quân đội Nga tại Ukraine Sergei Surovikin, người được cho là đã lên kế hoạch cùng với ông để trì hoãn bước tiến của lực lượng Ukraine ở Bakhmut việc ông Rigozin đề cập đến Surovikin có thể là một nỗ lực nhằm công khai liên kết với Surovikin khi sự ủng hộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuyển hướng khỏi mạng lưới của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov, báo cáo viết. Giáo hoàng Francis tiết lộ Vatican tham gia sứ mệnh hòa bình bí mật cho Ukraine Ngày 30 tháng 4, giáo hoàng Francis cho biết Vatican đang tham gia một nhiệm vụ hòa bình nhằm nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Hiện có một sứ mệnh đang được thực hiện nhưng chưa công bố. Khi nó được công bố, tôi sẽ tiết lộ. Giáo hoàng nói về báo chí trong chuyến bay trở về sau chuyến thăm 3 ngày đến Hungary. Tôi nghĩ rằng hòa bình luôn được tạo ra bằng việc mở ra các kênh. Bạn sẽ không bao giờ đạt được hòa bình qua việc đóng lại. Điều này không dễ dàng, ông nói. Giáo hoàng cũng cho biết ông đã thảo luận về tình hình Ukraine với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Giám mục Hierarion, đại diện nhà thờ chính thống Nga ở Budapest. Trong các cuộc gặp, Chúng tôi không chỉ nói về cô bé Quảng Khăn Đỏ, chúng tôi nói về mọi thứ, ai cũng quan tâm đến con đường dẫn đến hòa bình, ông nói. Từ khi cuộc xung đột nổ ra, giáo hoàng thường xuyên lên tiếng kêu gọi hòa bình và nhiều lần bày tỏ mong muốn làm trung gian giữa Kiev và Moscow. Tuy nhiên, những đề xuất của ông đến nay vẫn chưa mang lại bước đột phá nào. Vị giáo hoàng 86 tuổi từng nói muốn đến thăm Kiev và Moscow để thúc đẩy hòa bình. Tuần trước, Thủ tướng Ukraine Denis Minhan gặp giáo hoàng tại Vatican và cho biết ông đã thảo luận một công thức hòa bình mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu ra. Ông Simihan cũng đề nghị giáo hoàng giúp đỡ để đưa những đứa trẻ đã sang Nga về nước. Kẻ bước tính gần 19.500 trẻ em đã được đưa sang Nga hoặc là bán đảo Crimea mà Nga đang kiểm soát kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Tòa Thánh sẵn sàng làm điều này, giúp hồi hương trẻ em vì điều đó đúng đắn, giáo hoàng cho biết. Ông Medvedev nói Nga không cần duy trì quan hệ với Ba Lan. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev nói duy trì quan hệ với Ba Lan không còn ý nghĩa khi các thế lực bài Nga vẫn nắm quyền. Tôi thấy không ích gì khi duy trì quan hệ ngoại giao với Ba Lan. Đối với chúng tôi, quốc gia này không cần tồn tại khi tất cả những người nắm quyền đều theo chủ nghĩa bài Nga và Ukraine đầy rẫy lính đánh thuê Ba Lan. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Twitter ngày 29 tháng 4. Ông Medvedev bình luận sau khi giới chức Ba Lan cùng ngày tịch thu trường trung học do đại sứ quán Nga điều hành tại Warsaw. Đây là trường dành cho con của nhân viên ngoại giao Nga. Bộ ngoại giao Nga cho biết Moscow coi động thái của Ba Lan là vi phạm trắng trợn công ước viên năm 1961 và là hành vi xâm phạm tài sản ngoại giao của Nga ở Ba Lan. Cơ quan này khẳng định các hành động của Ba Lan sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ của Moscow -va và Warsaw phải gánh hậu quả. Sau khi chiến sự Ukraine nổ ra, Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất và liên tục thúc giục đồng minh siết chặt trừng phạt với Nga. Điều này khiến cho quan hệ giữa Nga và Ba Lan tiếp tục leo thang căng thẳng. Ông Medvedev hồi giữa tháng đã cảnh báo Ba Lan sẽ biến mất nếu một cuộc xung đột trực diện nổ ra giữa Nga và NATO, bất kể kết quả ra sao. Nổ lớn ở miền trung Ukraine, nghi kho tên lửa S-300 bị tập kích nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại tỉnh Dnipro của Ukraine. Quan chức Nga nói đây là kết quả của đoàn tập kích điểm tập kết lực lượng của đối phương. Anatoly Vestina, thị trưởng thành phố Pavoras ở tỉnh miền trung Dnipro của Ukraine cho biết, nhiều vụ nổ xảy ra tại khu vực này trong đêm 30 tháng 4. Chính quyền thành phố yêu cầu cư dân không rời khỏi khu trú ẩn an toàn cho đến khi kết thúc báo động phòng không, nhưng không công bố thông tin chi tiết. Vladimir Rogov, quan chức chính quyền do Moscow bổ nhiệm ở tỉnh Zaporozhia, nói rằng quân đội Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng và nhà kho được Ukraine sử dụng để tập kết lực lượng cho cuộc phản công sắp tới. Tài khoản Intel Slavazi trên Telegram, chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine, chia sẻ hình ảnh cho thấy những vụ nổ dữ dội làm sáng rực bầu trời đêm, tạo ra cột khói lớn và nhiều vụ nổ thứ cấp. Các nhân chứng tại hiện trường thông báo, hàng loạt tên lửa S-300 đã phát nổ trong cuộc tấn công. Hai đơn vị S300 với ít nhất 16 bệ phóng đã bị phá hủy, cùng với đó là nhiều xe hậu cần mang tên lửa dự trữ, tài khoản này viết. Thêm rằng đòn đánh nhằm vào ga đầu mối trung chuyển lực lượng dự bị Ukraina ra tiền tuyến và nhà máy sản xuất thuốc nổ, nhiên liệu tên lửa tại Tavlobrats, Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraina chưa bình luận về thông tin. Sự việc diễn ra hai ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov khẳng định nước này sắp chuẩn bị xong và sẵn sàng mở đợt phản công khi điều kiện thuận lợi. Các đối tác đã cam kết, chuẩn bị và chuyển giao một phần trang thiết bị. Nhìn chung chúng tôi đã rất sẵn sàng, ông nói. Bộ Quốc phòng Anh hôm 29 tháng 4 nhận định số tên lửa hành trình được Nga triển khai trong những đợt tấn công gần đây ít hơn so với các đòn tập kích trong mùa đông, nhiều khả năng không nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Có khả năng Moscow đang tìm cách hủy diệt các đơn vị dự bị và khí tài vừa được viện trợ cho Kiev, báo cáo của quân đội Anh có đoạn. Nga từ tháng 10 năm 2022 đã bắt đầu sử dụng UAV và tên lửa hành trình tầm xa, tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine với mục tiêu làm suy yếu sức chiến đấu và buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Ukraine nói các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng là tội ác chiến tranh, cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường và bẻ gãy ý chí của nước này, trong khi đó, Moscow giải thích rằng họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Ukraine để làm gián đoạn dòng vũ khí Mỹ và đồng minh chuyển đến Kiev. Một số tài liệu mật của Mỹ bị dò dì gần đây đánh giá, phòng không Ukraine ngày càng bị bào mòn sau hơn một năm chiến sự và không thể ngăn chặn Nga chiếm hoàn toàn ưu thế trên không. Kho dự trữ đạn tên lửa S-300 và búc M-1 của Ukraine có nguy cơ cạn kiệt trong tương lai gần. Tổ hợp NASAM do Mỹ cung cấp có thể lâm vào tình trạng tương tự. Bộ trưởng Brennikov hôm 27 tháng 4 thừa nhận nước này đang cạn dần tên lửa phòng không thời Liên Xô, hối thúc phương Tây chuyển các tổ hợp thay thế. Giới chuyên gia phương Tây đánh giá cạn tên lửa phòng không là kịch bản thảm họa đối với Ukraine, khiến lưới phòng thủ xuất hiện nhiều lỗ hổng. Điều đó cho phép máy bay Nga tiếp cận nhiều mục tiêu hơn và khai hỏa vũ khí tầm ngắn thay vì sử dụng tên lửa tầm xa có chi phí cao và nguồn cung hạn chế.